Danh hài Hoài Linh đi chân trần, đội mưa chống dột ở nhà thờ tổ 100 tỷ. Cơn mưa đổ xuống vào chiều ngày 20 tháng 9 khiến một khu nhà trong nhà thờ Tâm Linh Việt bị dột. Hoài Linh đã đội mưa để khắc phục tình huống bất ngờ cùng mọi người. Chuẩn bị cho lễ dân hương tổ nghề vào chiều ngày 20 tháng 9, nam danh hài chăm chú quan sát và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để buổi lễ diễn ra trang trọng. Hoài Linh vừa thực hiện lễ dân hương tổ nghề sân khấu vào chiều ngày 20 tháng 9 tại nhà thờ Tâm Linh Việt tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo nghệ sĩ Việt như danh ca Hương Lan, Lệ Quyên, Nam Thư, Angela Phương Trinh cũng có. Sau khi thực hiện các nghi thức của buổi lễ thì cơn mưa ập tới. Mái hiên của một khu nhà dù đã được căng bạt cẩn thận vẫn bị dột vì cơn mưa lớn và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Khu nhà này Hoài Linh dành để khán giả nghỉ ngơi, ăn uống sau khi tham quan và thắp hương tổ nghề. Ánh mắt lo lắng của nam danh hài khi khu nhà bị ảnh hưởng thời tiết, không để khán giả bị ướt khi nghỉ chân tại đây, anh và đàn em vội vàng chống dột. Trước đó dù có đông đảo đàn em hỗ trợ, những ngày qua Hoài Linh vẫn tự tay làm việc nhỏ nhất như nhặt cỏ, rửa chén, quét sân để chuẩn bị cho ngày giỗ tổ. Danh hài cùng anh em lấy tôn lợp trên chỗ dột, hình ảnh Hoài Linh đi chân trần, quần áo ướt khiến khán giả thêm yêu quý anh. Xây dựng đền thờ Tâm Linh Việt là tâm huyết của Hoài Linh từ nhiều năm qua. Anh từng phải chạy show đến kiệt sức để kiếm tiền xây nhà thờ. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, danh hài hạn chế xuất hiện. Anh chỉ tham gia vài game show chọn lọc. Người thân cho biết Hoài Linh hiện dành nhiều thời gian hơn cho bản thân như nghỉ ngơi, câu cá. Khác với mọi năm, năm nay danh hài mở cửa để nghệ sĩ và khán giả đến cúng tổ trong 2 ngày 20 và 21 tháng 9. Khi mái hiên hết dột, anh lại trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp và khán giả. Dương Triệu Vũ lần đầu tiết lộ chuyện anh trai Hoài Linh từ mặt Hoài Lâm. Dương Triệu Vũ chia sẻ tâm tư, tình cảm dành cho Hoài Lâm khi anh ngồi ghế giám khảo của chương trình truyền hình Ban Nhạc Quyền Năng. Dương Triệu Vũ có quan hệ khá thân thiết với Hoài Lâm, bởi Hoài Lâm từng được biết đến như con trai nuôi của Hoài Linh, anh ruột Dương Triệu Vũ. Khi đề cập với sự xuống dốc trong sự nghiệp của con nuôi Hoài Linh, Dương Triệu Vũ thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ mọi người hơi khắt khe với Lâm. Tôi có xem lại gương mặt thân quen và nói với Hoài Lâm rằng chú thấy con làm những điều không phải ai cũng làm được. Chú không bao giờ muốn con đi quá xa với đam mê và sự thiên phú. Mong con được bình yên, trưởng thành và sẽ thành công hơn nữa." Khi được đề cập đến việc Hoài Linh giận dữ trước sự buông thả của con nuôi nên không còn quan tâm, Dương Triệu Vũ lý giải: "Anh Linh là người nóng tính, lâu lâu hay nói những lời giống như vậy. Anh cũng hay giận lẫy, nhưng sau đó sẽ quan tâm không bao giờ ngớt. Những lúc giận tôi, anh Linh không nói chuyện nhưng anh luôn theo dõi những người xung quanh. Quan trọng là tình thương không bao giờ giảm đi, mình có thể tạm thời bỏ qua nhưng rồi nó cũng ở đó thôi. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng những ồn ào về đời tư phần nào khiến tên tuổi Hoài Lâm đi xuống." Dương Triệu Vũ khẳng định, Hoài Lâm là một đứa có tài năng mà không phải ai cũng có được, điều đó không ai phủ nhận. Trong tuổi trưởng thành, có nhiều biến cố của cuộc sống và những thay đổi tâm sinh lý, thì sự nổi tiếng quá đột ngột của Lâm cũng đã kích rất nhiều vào tâm lý của cháu. Bây giờ mọi người nói Hoài Lâm xuống dốc thì tôi thấy không đúng vì cháu đã chạm được đỉnh điểm quá sớm. Dĩ nhiên cuộc đời đâu phải có đường lên mà phải có lúc thăng, lúc trầm và mình sẽ định vị cho bước kế tiếp. Cho nên, mọi người nói Lâm xuống dốc không phanh hay hết nổi tiếng thì tôi không tin, vì cháu tôi rất có tài và có vị trí đứng vững trong lòng khán giả. Bây giờ mọi người đang chờ đợi sự trở lại với sản phẩm của Lâm, chứ không phải trở lại sự nổi tiếng. Tôi đang mong đợi Lâm sẽ bớt những chuyện tình cảm trong cuộc sống, tại vì mới lớn ai cũng muốn yêu, ai cũng muốn thử nhiều cảm xúc trong cuộc đời. Nhưng rồi mình sẽ phát hiện công việc và gia đình là hai thứ sẽ không bao giờ rời bỏ mình, nên hãy tập trung vào hai thứ đó nhiều hơn tình yêu bên ngoài. Từng có người nói rằng Hoài Lâm cần có sự giúp đỡ vì nam ca sĩ đang chơi vơi. Dương Triệu Vũ chia sẻ, tôi nghĩ sự giúp mà Lâm cần là sự động viên về tinh thần để cháu biết mình còn có tình thương mà vượt qua sóng gió. Còn tài năng thì không cần bàn tới. Tôi cũng vậy, hành trang vào đời không có gì ngoài tình thương từ những người thân. Để tôi bước vào đời bằng sự song sáo, chiến đấu khắp mặt trận mà không sợ thất bại. Bởi khi thất bại tôi có thể ngã về gia đình và đứng lên đi tiếp. Cuộc đời này, thắng là một trận không có ý nghĩa, mà phải đi tới cuối vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đó mới là thành công thực sự của một con người, chứ không phải vì nổi tiếng quá, giàu quá là sống hết cuộc đời với sự an nhiên và niềm hạnh phúc. Trở lại với vị trí giám khảo của chương trình truyền hình Ban Nhạc Quyền Năng, Dương Triệu Vũ thẳng thắn đối mặt với tin đồn về mình. Khi được hỏi làm giám khảo dựa vào mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng hay Hoài Linh, anh đáp trả, tôi hiểu rõ mình nhất. Mình là ai, mình đi đâu, mình đang làm gì, và tôi dư hiểu ban tổ chức mời tôi vì lý do gì.
tôi không có liên quan tới anh Hưng, vì chương trình này không có anh Hưng, cũng không có anh Linh. Họ mời tôi vì tôi làm được và giờ cũng là mùa 2, tôi trở lại với sự trân trọng bên ban tổ chức. Với tôi đây không phải là game show, mà là buổi âm nhạc mình được thưởng thức và có cơ hội biết nhiều người mới, được nghe những bài mới. Tôi là người sướng đầu tiên nên luôn luôn trân trọng cơ hội này và làm tốt nhiệm vụ được giao. Nói về việc được đánh giá khôn khéo, Dương Triệu Vũ tâm tình, tôi không dám cho mình khôn khéo, nhưng tôi nghĩ mình là người tử tế, vì tôi lúc nào cũng đặt mình vào vị trí của thí sinh. Bình luận của mình phải trên tinh thần xây dựng chứ không phải nói để người khác buồn và dìm hàng người ta, điều đó rất vô bổ và thiếu tình người. Cho nên khi tôi nói chuyện hoặc phê bình ai, tôi luôn cân nhắc nếu như mình đứng trong cương vị của thí sinh đó, lời nói của mình có giúp ích cho thí sinh và có làm cho thí sinh tổn thương hay không. Có nhiều yếu tố tâm lý mà càng lớn tuổi, tôi càng nhận thức được nhiều và càng học hỏi thêm nhiều từ những người xung quanh, nên cách mình nói chuyện cũng khác. Không ngờ Hoài Linh và Trường Giang lại có nhiều điểm giống nhau như thế này. Với tài năng và quyền lực ở thời điểm hiện tại, Hoài Linh được nhiều người gọi là ông trùm của làng giải trí, nhưng người ta thích thì gọi vậy chứ anh đâu có ham. Nhắc đến từ ông trùm hay quyền lực, anh lắc đầu ngoài ngoại. Nghe đâu Hoài Linh đã giàu tới mức đồng kim cương bằng lon, ấy vậy mà anh vẫn giữ những thói quen rất cũ, như ngồi đất bưng chén cơm, bữa nào cũng cá khô chứ chẳng có sơn hào hải vị gì. Cũng chẳng mấy khi hết giờ diễn, người ta thấy Hoài Linh la cà, mà cũng có khi vì show bắp kín quá, anh muốn đi đâu cũng khó. Nhưng mấy chuyện đó sau này công chúng mới biết, còn trước kia, nhắc tới Hoài Linh, họ chỉ biết đến những vai diễn của anh trên sân khấu. Hoài Linh không có cái dáng sang chảnh như Vân Sơn, cũng chẳng phấp pháp như Chí Tài, người anh gầy gò khô như con mắm, còn cái điệu nói cười cười thì rặt nhà quê. Vậy mà băng rôn nào có anh trên đó, khán giả cũng mua vé đi coi nườm nượp, tới rạp, nhắc cái dáng anh, họ đã cười rần. Hoài Linh có cái duyên mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Cái cách anh diễn không có gì cao siêu, mà ngược lại, còn bình dân như hàng vạn cái cửa hàng cơm dành cho người lao động trên mảnh đất hình chữ S. Thời gian gần đây, vì cần tiền nên ai mời anh cũng đi, có sức, có thời gian và có tiền là anh gật. Gật để gom tiền xây nhà tổ, để thực hiện ước mơ cả cuộc đời. Thấy anh nhiều, người ta chê ngáy, mà ngáy cũng phải, bởi họ bật mỏi hết cả tay từ kênh này sang kênh khác, cũng chẳng né được danh hài. Nhưng đó chỉ là phản hồi từ những người không, hoặc chỉ thích Hoài Linh ở mức độ vừa vừa. Còn với những ai đã trót mê anh như điếu đổ, danh hài có xuất hiện nhiều hơn nữa, họ vẫn yêu và yêu thế thôi. Qua bấy nhiêu năm, có bao nhiêu bài, bao nhiêu mánh khóe, Hoài Linh đã móc ra hết trơn, cũng không còn gì để giấu. Thế nên mỗi lần anh xuất hiện, thứ thay đổi duy nhất có chăng chỉ là kịch bản, còn cách anh thể hiện, khán giả đã thuộc lầu lầu. Ấy vậy mà ngồi xem, họ vẫn cười bởi anh diễn như không diễn, đơn giản là đời. Cách danh hài tung hứng với bạn diễn khiến người xem cứ ngỡ họ đang được chứng kiến một cảnh có thật ở ngoài cuộc đời chứ không phải là trên sân khấu. Bởi vậy, lời thoại của anh cũng chẳng có gì khó hiểu mà chân phương đến lạ. Từng một thời gian dài, Hoài Linh sử dụng tào lao như một câu cửa miệng. Anh nói nhiều đến mức người xem bị nhiễm. Nhiều người cũng biến nó thành thói quen khi trò chuyện với bạn bè. Ai thương Hoài Linh đều biết, anh còn có một thói quen khác rất khó bỏ mỗi lần bước lên sân khấu, mà đôi khi cũng chẳng phải là khó bỏ, chỉ là anh thấy nó cũng chẳng có gì đáng để bỏ. Cũng vì thói quen này, khán giả thấy hài của Hoài Linh bình thường hơn, dung dị hơn bao giờ hết, đó là phì cười khi đang diễn. Thông thường, các diễn viên thường rất cẩn trọng với lời thoại và cảm xúc của chính mình. Cũng vì sự trau chuốt đó, nên nhiều người vô tình biến bản thân mình thành thợ diễn khi đứng trước công chúng. Nhưng Hoài Linh thì khác, nay lên sân khấu anh diễn thế này, mai coi lại đã thấy thế khác. Có nhiều khi đang diễn ngon ơ, đến đoạn lấy tiếng cười của khán giả, anh bỗng phì cười. Anh cười vì chính diễn xuất của bạn diễn hay lời thoại của chính mình, đó là cảm xúc thật. Sự tự nhiên đó ban đầu khiến người xem cảm thấy lạ lẫm, vì từ xưa tới giờ, ít diễn viên nào như vậy, nhưng sau đó, tất cả đều cảm thấy thân thiện, dần dần nó biến thành thứ cợp mát Hoài Linh. Có lẽ khi lên sân khấu đã là nhà và khán giả trở thành người thân, mọi thứ với Hoài Linh trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sau này, khi Trường Giang xuất hiện, anh cũng bị lây thói quen này. Tất nhiên nó chỉ đến khi Trường Giang đã tìm được chỗ đứng và tự tin với diễn xuất của mình trong lòng khán giả. Cũng vì điều này nên nhiều người nói Trường Giang bắt chước Hoài Linh. Tất nhiên cho đến giờ chưa ai bắt Trường Giang phải thừa nhận điều này. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là sự học hỏi rất thông minh bởi nó mang lại sự thân thiện gần gũi với những người ủng hộ anh trên con đường danh vọng.